Đường đi mà tới sân bay thì chúng ta sẽ thấy là hai bên rất là đẹp, bên là biển, bên thì núi, và đường rất là sạch sẽ. Và khi mà đến cái đoạn đường từ sân bay để chúng ta đi ra cái trạm xe buýt để chúng ta về thành phố thì rất là đông người, và dù là đông người nhưng mà không có ồn ào, rất là thứ tự, mỗi người mỗi việc và không ai là chen lấn ai cả. Chúng ta thấy điều đó tại đây rất rõ. Như chúng ta thấy thì đây chính là cảng Victoria ở Hồng Kông. Một cái cảng rất là đẹp, nước trong xanh và rất nhiều khách du lịch. Họ đều tới đây, họ ghi lại cái bức ảnh. Qua đây được một ngày rồi thì mình thấy Hồng Kông một cái xứ sở cực kỳ đã giàu có, và nó phối giữa cái truyền thống và hiện đại. Chúng ta đều biết là Hồng Kông trước đây là thuộc địa của Anh và sau này trao trả lại cho Trung Quốc. Và người Trung Quốc hứa với anh nước Anh rằng 50 năm sau khi trao trả thì vẫn giữ một cái khu hành chánh, một cái thể chế riêng. Chính vì vậy tôi xin được cái visa để đi Hồng Kông thì xin bằng e-visa, tức là visa điện tử, tốn 700 ngàn. Còn nếu mà ra ngoài dịch vụ thì họ đòi tới là 3 triệu, và tôi tự làm xin bằng cách là online. Sau đúng 2 tuần thì có visa, tốn 700 ngàn. Bay qua đây thì có nhiều hãng máy bay, mình có thể đi Việt Nam Airlines, Vietjet Air, Cathay, Thái Airways hay là Singapore Airlines. Tuy nhiên mỗi hãng thì nó có cái giá khác nhau. Nếu mà bạn muốn đi Hồng Kông mà rẻ đấy thì tốt nhất bạn nên đặt vé máy bay giá rẻ trước đó khoảng 2 đến 3 tháng. Vé máy bay thì nó sẽ dao động từ 150 đô cho đến 300 đô khứ hồi, tùy cái thời điểm bay và tùy cái hãng bay. Đương nhiên hãng Vietjet Air chúng ta là rẻ nhất. Sau đó những cái hãng mà mắc hơn, ví dụ Singapore Airlines 5 sao nè, Cathay Airlines tôi bay nè là 5 sao nè, hay là Thái Airways. Còn những hãng giá rẻ đều đi. Và cái cảng này thì chúng ta thấy đây, đây là một cái cảng thường trong các phim Hồng Kông. Chúng ta hay thấy quay ở cái cảng này. Một bên thì nó là cái cảng bốc hàng hóa, và bên đây là cái cảng làm dịch vụ. Tức là có những cái chiếc tàu nó sẽ đậu ở đây buổi chiều, nó sẽ chở khách đi vòng 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 vòng. Và đương nhiên xa xa kia là những cái tòa và cao ốc, thì chúng ta thấy đó là cái cung đường rất là đẹp. Chiều nay tôi sẽ qua đó tôi quay. Và những cái tòa cao ốc thì ở đây là không thể nào đếm xuể hết, bởi vì nó quá nhiều. Vì sao? Vì đất chật người đông. Ở Hồng Kông thì nó chỉ là một cái đảo, dân số thì khoảng 8 triệu người mà nằm nhau trên một cái đảo. Chính vì vậy là cái gì cũng cao hết, xe buýt thì đã 2 tầng, nhà thì nhà cao tầng, chung cư thì chung cư cũng cao tầng. Có những cái chung cư họ xây dựng cách đây cả 100 năm đó. Và đặc biệt có một cái chung cư nó rất là giống cái tòa nhà ở quận 5, xây giống như là 3 cây nhang, tức là giữa cái tầng này cái tầng kia nó cực kỳ thấp. Phòng ốc ở đây cũng rất là mắc tiền. Chúng ta có thể ở nhà nghỉ, chúng ta có thể ở khách sạn. Nhà nghỉ xong một cái phòng 10 mét vuông đó thì một đêm là 1 triệu. Còn nếu chúng ta ở khách sạn thì giá tệ tệ phải 1,2 triệu cho đến 5 triệu một đêm, tùy loại khách sạn và tùy xa hay gần. Đối với ở Hồng Kông mà khi chúng ta đặt nhà nghỉ bình dân hoặc là khách sạn thì cái giá nó tùy thuộc như thế này. Thứ nhất là ở tầng cao, từ tầng số 10 trở lên đến tầng số 50 thì giá nó mắc hơn ở dưới tầng 10. Thứ hai là gì? Cái view mà nó nhìn ra hướng biển, nó nhìn ra cái hướng núi thì thường nó mắc tiền hơn cái view mà nhìn qua kia chỉ thấy cái chung cư. Và thứ ba đó là diện tích phòng và các cái vật dụng ở trong phòng. Diện tích thì ở đây có những cái phòng chỉ có 6 mét vuông, tức là chỉ có một cái giường, một cái bàn nhỏ là hết.
Và đương nhiên ở đây nó rất là nóng, cho nên hầu hết dù phòng nhỏ phòng lớn gì nó đều có gì, đều có máy lạnh hết. Đó. Và thường thì ở Hồng Kông nó có ba cái khu vực thôi, khu vực đảo, thứ nhất là đảo Hồng Kông, thứ hai là đảo Cửu Long. Đảo Cửu Long là tôi đang ở, nó có cái cảng Victoria. Và thứ ba là cái khu Tân Thế Giới. Đó. Và cả ba khu này thì đều có những cái nét đặc sắc riêng. Và những cái người đi trước hoặc đi du lịch đó, thì đi Hồng Kông, nếu mà bạn đi một cái tour 4 ngày 3 đêm mà đi theo dịch vụ, tức là thông qua công ty du lịch, thì thường họ là sẽ lấy 15 cho đến 16 triệu bao toàn bộ hết, tức là vé máy bay, xe cộ di chuyển, ăn uống trong vòng 4 ngày, khách sạn. Loại thứ hai, nếu bạn đi tự túc giống như tôi, thì tôi tính gói ghém trong cái chuyến đi này trong vòng 5 ngày 4 đêm, nó sẽ dao động khoảng từ 10 cho đến 12 triệu. Cũng mua vé máy bay, cũng tự xin visa, tự book khách sạn, tự tìm những điểm du lịch và tự ăn uống. Ở đầu xa xa kia là cái ngọn núi Thái Bình, tức là đỉnh núi mà cao nhất ở cái đảo Hồng Kông, cao 524 mét. Và có cái tàu đi lên trên đỉnh, mà lên đấy người ta ngắm xuống cái bán đảo Cửu Long lẫn cái đảo Hồng Kông, rất là đẹp. Và chúng ta thấy là cái nhà người ta xây ở trên núi, đúng không? Xây nhà cao tầng luôn, đó cái đỉnh cao nhất. Xếp hàng thứ tự, đúng không? Không giành giật, không ồn ào. Đây là văn hóa của các nước văn minh, các nước phát triển mà ở Việt Nam chúng ta cần phải học hỏi, giống như ở Hồng Kông như đây. Tôi rất là ngạc nhiên khi ở Hồng Kông hiện đại thế mà để xây dựng sửa chữa cái tòa cao ốc thì toàn làm bằng tre với trúc. Khủng khiếp không? Ở nhà hiện đại chứ bộ, cao làm bằng tre với trúc. Ở Hồng Kông thì cái món mà đặc thù là vịt quay. Vịt quay chúng ta thấy khắp nơi, chỗ nào cũng bán vịt quay, ngỗng quay. Đi trên phố thì tôi mon men, tôi thấy được một cái viện bảo tàng. Cái viện bảo tàng, và đi vào thì không phải tốn tiền vé. Đi vào trước cái viện bảo tàng này thì có một cái hình tượng. Hình tượng đây là những cái người dân ở nông thôn, họ lên, họ xếp hàng để họ đi kiện, họ đi tụng trong cái thời kỳ mà đô thị hóa, là phát triển ở Hồng Kông